Xin chào mọi người, quay lại với kênh của đặc sản miền Tây quê tôi nha. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một đặc sản mới rất là hot trên thị trường Hẩm Rài ha. Đây gọi là khô cá dứa con ha, hoặc là cá dứa baby ha. Hàng này khô dẻo hơn hai nắng nha mọi người, khô lắm rồi đó. Người ta hay gọi là cá dứa dẻo mà cá dứa con ha. Đó là con cá nhỏ, còn nhỏ đó mọi người. Hàng này khô lắm, có thể gửi đi nước ngoài được một tuần lễ thoải mái ha. Làm móc sạch bụng rồi, sạch bụng và cũng cắt đầu sạch sẽ rồi. Phơi rất là kỹ ha. Thị trường người ta hay gọi là khô cá dứa baby nha mọi người, nhưng mà thật ra nó là con cá ba sa ha. Đây thì rất là nhiều clip em đã chia sẻ rồi, cá dứa thì bắt buộc cái lưng nó phải có cái sọc kéo dài từ cái đầu xuống tới cái đuôi ha. Còn tất cả những sản phẩm mà gắn với tên gọi cá dứa mà lưng không có sọc á thì nó đều không phải đó ha, gắn với tên gọi đó cho dễ bán thôi nha mọi người. Con này thị trường hay gọi là cá dứa baby, khô cá dứa baby, nhưng mà thật ra nó là con cá ba sa ha. Giá rất là rẻ, hiện tại em đang bán lẻ cửa hàng em chỉ có 130.000 một ký thôi. Một ký nó được khoảng 6 con 7 con ha. Đây em có sẵn cái cân, em cân sẵn luôn đây ha. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 con ha mọi người. Nhưng hiện tại thì cái size nó dao động khoảng 7 con, 8 con, tối đa là 9 con thôi ha. Em chưa thấy cái lô hàng nào mà hơn 10 con cả. Một ký nó khoảng 7 con, 8 con là đẹp ha. Hàng này hàng khô nha mọi người, cho nên ăn cái vị nó mặn. Mặn nhưng mà mặn vừa ăn thôi. Nhưng mà hàng khô này thịt nó dẻo, ăn dẻ, dẻ dẻ rất là ngon. Thịt nó chắc á. Hay gọi là khô cá dứa baby ha. Hàng phơi rất là khô rồi, khô lắm. Cầm trên tay này mọi người cũng có thể thấy được cái độ khô nó như thế nào ha. Hàng đóng gói một hộp nửa ký, em đang bán lẻ 130.000 một ký nha. Mọi người có nhu cầu thì inbox, em sẽ báo luôn giá sỉ cho mình ha. Sỉ rất là rẻ ha. Sỉ rất là rẻ. Sỉ thì cần inbox để em báo giá kín cho mọi người ha. Còn giá công khai là giá bán lẻ là 130.000 một ký nha. Ký khoảng 7 con, 8 con như thế này ha. Khô cá dứa baby nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này ạ. Xin cảm ơn ạ.